Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 3, tin từ Công an Quảng Bình cho biết, Công an huyện Bố Trạch vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng ông TVD, 54 tuổi, ngụ thị trấn Hoàng Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, do có hành vi báo chốt kiểm tra nồng độ cồn trên mạng xã hội. Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường tỉnh lộ 561, Công an huyện Bố Trạch phát hiện một tài khoản Facebook phát trực tiếp thông báo với nội dung đang có cảnh sát giao thông làm việc, thời gian livestream khoảng 31 phút. Qua quá trình xác minh chủ tài khoản và quá trình làm việc với cơ quan công an, ông D đã thừa nhận hành vi của mình là sai, đồng thời tự giác xóa bỏ đoạn video còn lưu trên Facebook, cam kết không tái phạm. Với hành vi thu thập thông tin, hình ảnh để thông báo chia sẻ vị trí chốt kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội, ông D đã bị Công an huyện Bố Trạch ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 7,5 triệu đồng. Chiều ngày 29 tháng 2, Công an huyện Triệu Sơn thông tin, cơ quan vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị P về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân đăng công khai dòng trạng thái có nội dung báo chốt, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông. Cụ thể, tài khoản Facebook này đã đăng công khai các nội dung liên quan đến việc cảnh sát giao thông lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn để các thành viên biết né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, Công an huyện Triệu Sơn đã phối hợp với Công an xã Hợp Thành tiến hành xác minh vụ việc và xác định người đăng tải dòng trạng thái là bà TTP, 47 tuổi, ngụ ở xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bước đầu làm việc với Công an huyện Triệu Sơn, bà P thừa nhận đăng tải bài viết để cảnh báo người thân bạn bè trên Facebook biết vị trí tổ công tác đang làm việc và để người vi phạm tránh né chốt đo nồng độ cồn. Công an huyện Triệu Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị P về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Hành vi của bà P được quy định tại điểm E khoảng 3, điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Ngày 22 tháng 1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa lập biên bản xử phạt 2 người về hành vi báo chốt cảnh sát giao thông. Hai người là quản trị nhóm Zalo có tên Lái xe Đất Tổ và Lái xe Văn Minh. Gần đây, lực lượng an ninh mạng phát hiện hai nhóm Zalo trên đưa nhiều thông tin liên quan đến các vị trí chốt cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ. Trong đó, nhóm Lái xe Đất Tổ có 722 thành viên, nhóm Lái xe Văn Minh có 695 thành viên. Công an xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần kịp thời có biện pháp ngăn chặn để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệu tập và lập biên bản với hai người về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Mức phạt với hành vi này từ 5 đến 10 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước xuất hiện nhiều nhóm kín chia sẻ thông tin vị trí làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông. Các nhóm sử dụng các từ lóng như ngửi mồm, bắn chim, đo chân để chỉ việc đo nồng độ cồn, bắn tốc độ của lực lượng cảnh sát giao thông, nhưng tất cả đều bị phát hiện và xử lý. Cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần có ứng xử văn minh phù hợp với các quy định trên môi trường mạng. Pháp luật cho phép người dân được quyền giám sát hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông, nhưng phải thực hiện đúng quy định, không được làm ảnh hưởng hoạt động của lực lượng chức năng. Khi chia sẻ thông tin phải đúng mục đích, không tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 8 tháng 1, thông tin từ Công an huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp xử lý 7 trường hợp thường xuyên thu thập hình ảnh, thông báo chốt trực của cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông trên mạng xã hội. Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Krông Bắc phát hiện một nhóm người lập các nhóm Zalo thường xuyên thông báo chốt tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông làm nhiệm vụ trên địa bàn.
Công an huyện Trong Bắc đã phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh triệu tập 7 người là quản trị viên của các nhóm Zalo nói trên. Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận trong nhóm Zalo của họ có hàng trăm thành viên. Hàng ngày, các thành viên chia sẻ rất nhiều thông tin, thông báo về vị trí chốt trực của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông nhằm giúp những người khác né tránh bị kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, hàng hóa trên xe. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an huyện Krông Bắc đã xử phạt hành chính 7 người với tổng số tiền hơn 52 triệu đồng. Công an huyện Krông Bắc đã vô hiệu hóa các nhóm Zalo liên quan và mở rộng xác minh, xử lý vụ việc. Ngày 20 tháng 12 năm 2023, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 người về hành vi thu thập thông tin, hình ảnh để thông báo chia sẻ vị trí chốt kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội. Hai người này là PVH 40 tuổi trú tại thị trấn Quán Hầu, huyện Quảng Ninh và DKT 40 tuổi trú tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy. Qua nắm bắt, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ phát hiện một số hội nhóm trên mạng xã hội có hành vi thông báo, chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, địa điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tốc độ, nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị xác định H và T là trưởng của hai nhóm trên mạng xã hội chuyên thu thập, chia sẻ trái phép thông tin, hình ảnh, vị trí đang làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Việc làm này nhằm mục đích tránh né, đối phó, gây cản trở và ảnh hưởng tới hoạt động của các lực lượng chức năng. Tại cơ quan công an, H và T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã xử phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Ngày 18 tháng 10 năm 2023, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đã mời bà TTH 30 tuổi lên làm việc vì có hành vi đăng thông tin chỉ điểm nơi thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Theo cơ quan công an, ngày 16 tháng 10, bà H đã đăng tải bài viết trên trang Facebook cá nhân với nội dung Lộc Thái đo nồng độ cồn nha mọi người, ai nhậu cẩn thận hen. Qua làm việc, bà H thừa nhận mục đích việc đăng tải thông tin trên nhằm chỉ điểm, thông báo vị trí tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông cho mọi người và nhận thức được hành vi trên là gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan nhà nước. Công an huyện Lộc Ninh đã răn đe, giáo dục, yêu cầu bà H xóa bài viết và viết cam kết không tái phạm. Cũng theo cơ quan công an, hành vi báo chỉ điểm chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan nhà nước và ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, hành vi này đã vô tình tiếp tay tạo điều kiện cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Theo quy định tại Nghị định số 14/2022, hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật, mức phạt từ 10 triệu tới 20 triệu đồng với tổ chức và từ 5 triệu tới 10 triệu đồng đối với cá nhân. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.